Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin buổi tối ngày hôm nay là một bản tin về thế giới cho hay ký giả với chủ trương chống tham nhũng bị bắt tại thủ đô Moscow của Nga. Một ký giả chuyên viết những bài tường trình chống tham nhũng đã vừa bị lực lượng cảnh sát liên bang bắt giữ vì tội danh tàn trữ ma túy bất hợp pháp vào thứ Sáu ngày 7 tháng 6 tại thủ đô Moscow của Nga. Các đồng nghiệp của bên bị đơn nói rằng ông ta đã bị chụp mũ và vu khống. Phóng viên Ivan Fgonarov, 36 tuổi, đã bị bắt giữ khi đang trên đường đến dự một phiên họp sau khi giới chức trách đã phát hiện ra một số hàng cấm bên trong ba lô. Nếu như bị chính thức truy tố, thì Ivan Fgonarov sẽ có nguy cơ đối mặt với bản án từ 10 cho đến 20 năm tù giam. Chính quyền cùng ngày đã bác bỏ việc bắt giữ ông Fgonarov mang một động cơ chính trị, trong bối cảnh đây là một trong những nhân vật với chủ trương chống tham nhũng được nhiều người biết đến tại Nga. Nhằm để bày tỏ sự phản đối, hàng chục phóng viên báo chí đã đến biểu tình bên ngoài nhà tù và dẫn tới việc có hơn 10 người bị cảnh sát bắt giam.